phò tổng lúc sắp tàn, Lương Cường lại thua Phan Văn Giang một bản. Hồi đầu năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò chủ tịch nước đã phong hàm đại tướng cho Lương Cường và Tô Lâm cùng một lượt. Lúc đó Tô Lâm đang là Bộ trưởng Bộ Công an, còn Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Trọng dự định cơ cấu cho ông Lương Cường làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch nghỉ hưu. Tại đại hội lần thứ 13, hai trận thư hùng lớn. Trận thứ nhất giữa Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ tranh ghế Thủ tướng. Trận thứ hai là giữa Phan Văn Giang và Lương Cường tranh ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở trận đầu, Vương Đình Huệ bất ngờ thua Phạm Minh Chính và phải nhận giải an ủi là chức Chủ tịch Quốc hội. Ở trận thứ hai, Phan Văn Giang giành chiến thắng ngoạn mục khi ông chỉ mới mang hàm Thượng tướng. Thế là Lương Cường đành phải ngậm ngùi ngồi lại ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để mà chờ thời. Mãi đến tháng 5 năm 2024, khi Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị đánh cho gãy ghế, thì ông Lương Cường mới có cơ hội chám vào vị trí mà bà Mai để lại. Được biết, vị trí Thường trực Ban Bí thư được xếp thứ 5 chỉ sau tứ trụ. Vị trí này còn cao hơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu ông Lương Cường nắm vị trí này sớm hơn, có khả năng ông chiếm lợi thế trước Phan Văn Giang trong cuộc đua vào tứ trụ nhiệm kỳ tới vào năm 2026. Tuy nhiên, việc ông Cường đã phò Tổng Bí thư tại thời điểm này được xem là quá muộn, bởi thời gian của ông Tổng xem như sắp hết. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Trọng kéo Lương Cường về Ban Bí thư giao cho chức Thường trực Ban Bí thư như cách để chặn đứng những đòn đánh của ông Tô Lâm nhằm vào phe của Đảng. Với vị thế là tướng quân đội, ông Lương Cường miễn nhiệm với bộ máy điều tra của Tô Lâm. Tuy nhiên, lợi thế của ông cũng chỉ đến đấy, ông không có trong tay bộ máy điều tra, không thể tìm ra chứng cứ có thể lật ngược tình thế với Tô Lâm. Chỉ có thể thủ mà không thể công, ông Lương Cường sẽ rất vất vả để leo lái Ban Bí thư. Như vậy, về phòng ông Tổng Bí thư lúc này, ông Cường chỉ gánh vác thêm nhiệm vụ nặng nề, còn phần hưởng lợi gần như không có. Mà Ban Bí thư có nguy cơ sẽ giã đám nếu ông Trọng chết bất ngờ. Với tình trạng sức khỏe hiện nay, việc ông Trọng về chầu các mass ngay trong năm nay cũng là rất cao. Khi ông Tô Lâm đánh dụng ông Võ Văn Thưởng, rồi đến ông Vương Đình Huệ và sau đó là bà Trương Thị Mai, nếu ông Phan Văn Giang liên kết với ông Nguyễn Phú Trọng ra tay tấn công ngược vào Tô Lâm thì rất có thể tình thế hiện nay đã khác đi. Có vẻ như ông Trọng đã cầu cứu Phan Văn Giang và ông Giang cũng đã cho điều tra công ty Xuân Cầu của ông Tô Dũng, em trai Tô Lâm. Nhưng dường như Phan Văn Giang chỉ làm cho có, làm để vừa lòng ông Tổng, chứ không phải làm rốt ráo vấn đề. Trong chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam, ông Phan Văn Giang đã tháp tùng ông Tô Lâm ở vị trí cánh tay phải của Chủ tịch nước, cùng tham gia hội đàm với phái đoàn Nga, khả năng cao tướng Giang chọn Tô Lâm, chứ không phải chọn Nguyễn Phú Trọng. Thật ra nếu nghĩ xa, không ai sẽ đi chọn vỏ ông Trọng vào lúc này cả. Bởi nếu sức mạnh chính trị của ông Trọng vẫn đảm bảo, thì sức khỏe của ông cũng sẽ không cho phép ông ngồi chiếc ghế quyền lực lâu hơn nữa. Giờ đây, nếu biết chọn phe mà chơi, thì đấy sẽ là cơ hội để tiến thân trong nhiệm kỳ tới đây. Còn nếu chọn nhầm phe thì rất có thể sự nghiệp chính trị sẽ bị chôn vùi. Với những gì đã và đang diễn ra cho thấy, một lần nữa Lương Cường lại đi nước cờ sai trước đối thủ Phan Văn Giang, ít nhất là cho đến thời điểm hiện nay. Việc ông Lương Cường nhận trách nhiệm uốn nắn ông Tô Lâm vào khuôn khổ xem ra là việc quá sức với ông đại tướng quân đội này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Phò Tổng lúc sắp tàn, Lương Cường lại thua Phan Văn Giang một bản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Đánh dụng Đinh Tiến Dũng, trò chơi đốn giò trong bộ chính trị được hâm nóng. Ai là chủ cuộc chơi đây? Vào ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội bị cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng.
Được biết, ông Dũng bị quy kết đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ông phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Tài chính. Nhiệm kỳ 2016-2021 và là người đứng đầu Bộ Tài chính nhiệm kỳ này. Như những người đã ngã ngựa trước đây, ông Dũng bị quy trách nhiệm người đứng đầu và bị loại khỏi vũ đài chính trị rất nhanh. Điều đáng nói là chính ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu tiểu ban nhân sự Đại hội 13, đã để lọt sổ ông Dũng là người đã vi phạm đảng luật ở nhiệm kỳ trước, tiếp tục vào Bộ Chính trị và để ông điều hành một thành phố lớn như thủ đô Hà Nội. Vào năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, nhưng không hiểu sao Bộ Chính trị lại để chìm xuống. Đến nay, Bộ Chính trị lại xới lên hồ sơ cũ để mà hạ bệ ông Dũng. Có thể thấy vào năm 2021, khi thế lực của ông Trọng còn mạnh, thì ông Dũng được tha. Đến bây giờ, khi thế lực của ông Trọng suy yếu và thế lực của ông Tô Lâm đang lên, thì ông Đinh Tiến Dũng bị đưa lên thớt và triệt thẳng tay. Trong việc này, khả năng cao là có bàn tay lông lá của ông Tô Lâm đã can thiệp. Trước khi Đinh Tiến Dũng bị đánh dụng, đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị bị dụng. Đấy là các ông bà Phạm Bình Minh, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Đặc biệt, ba người ngã ngựa gần nhất là ông Thưởng, ông Huệ và bà Mai được xác định là do Tô Lâm ra tay. Ban đầu, Bộ Chính trị có 18 người, nay đã dụng 7 người và được bổ sung 4 người. Như vậy, so với ban đầu, Bộ Chính trị vẫn còn đang hụt đến 3 người. Phe của Tô Lâm đang rất cần bổ sung ít nhất 2 suất ủy viên Bộ Chính trị nữa để củng cố quyền lực, một là dành cho Lương Tam Quang và một dành cho Trần Lưu Quang. Chỉ khi Bộ Chính trị trở nên thiếu hụt, thì ông Tô Lâm mới có lý do để đề cử người của phe của ông vào đó thay thế và nắm giữ quyền lực. Hiện nay, ông Tô Lâm đang là chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị trong nước. Trước khi nắm được ghế Tổng Bí Thư, Tô Lâm sẽ còn phải củng cố lực lượng để tăng cường sức mạnh cho ông và phe của ông. Khi phe Tô Lâm càng nhiều ủy viên Bộ Chính trị, thì Tô Lâm càng dễ kiểm soát tổ chức này cũng như Trung ương Đảng. Dù đang chiếm ghế thượng phong, nhưng trong Bộ Chính trị, Tô Lâm vẫn đơn độc. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng này dài hạn, thì trước sau gì Tô Lâm cũng đuối sức. Cho tới thời điểm hiện nay, cả phe Nghệ An và phe Hà Tĩnh, mỗi phe đều có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Ấy là chưa kể đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng. Nếu để 2 phe này kết hợp, thì Tô Lâm cũng không dễ dàng đối phó, hoặc dù đối phó được thì cũng tiêu hao sinh lực rất nhiều. Đó là khó khăn lớn đang chờ đón Tô Lâm ở phía trước. Những dấu hiệu gần đây cho thấy Tô Lâm đang muốn thanh tảo 2 thế lực nói trên trong Bộ Chính trị. Làm được điều này vừa triệt đi sức mạnh của 2 nhóm mạnh nhất, vừa có chỗ trống để chèn người cùng phe vào Bộ Chính trị, đặc biệt là người gốc Hưng Yên của ông. Đấy là cách Tô Lâm đang tiến hành để mà thâu tóm quyền lực vào trong tay của mình. Thời gian tới, khả năng sẽ còn nhiều ủy viên Bộ Chính trị nữa sẽ rụng rời. Những trận chiến sinh tử giữa các thế lực vẫn đang tiếp diễn, ít nhất là đến tháng 1 năm 2026, thời điểm dự kiến sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 14. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin đánh dụng Đinh Tiến Dũng, trò chơi đốn giò trong Bộ Chính trị được hâm nóng, ai là chủ cuộc chơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.